Xin chào các bạn. Hôm nay là thứ bảy ngày 21 tháng 8. Và hiện tại thì Hồ Chí Minh chỉ còn một ngày chủ nhật nữa để người dân ra đường và mua nhu yếu phẩm cần thiết. Từ ngày thứ hai thì ai ở đâu thì sẽ ở yên đó và sẽ không được ra ngoài đường nữa các bạn ạ. Vì vậy hôm nay tôi đã phải dậy từ rất là sớm. Tôi đã dậy từ lúc 6 giờ kém. Ăn sáng xong tôi đã bắt đầu ra siêu thị. Và hiện tại thì đang là 7 giờ kém mà siêu thị đã rất là đông người chờ rồi các bạn ạ. Giờ tôi sẽ quay cho các bạn xem cái cảnh siêu thị chờ đợi mua đồ thực phẩm nhé. Let's go. Đây các bạn ơi, siêu thị ở tít đằng xa kia mà người chờ đến tận bãi xe này các bạn ạ. Các bạn thấy không? Người chờ rất là đông nhá. Mà tôi đã ra rất là sớm rồi mà vẫn phải chờ nhiều như thế này. Chắc là khoảng tầm hơn 2 tiếng nữa mới được vào các bạn ạ. Đó. Rất là đông người chờ. Phải chờ rất là lâu nữa mới được vào các bạn ạ. Bạn nào mà chưa mua đồ thì tranh thủ đi mua ngay đi nhé. Còn hôm nay và ngày mai nữa thôi đó. Thứ hai thì sẽ không được đi ra ngoài đường nữa đâu. Hiện tại thì tôi cảm giác mình như một con thú các bạn ạ. Nhưng mà là một con thú đã được thuần. Còn nếu mà chưa thuần thì sẽ đi lung tung, đi lang thang. Còn tôi thuần rồi thì thả tôi ra đường. Bây giờ tôi chỉ muốn đi về nhà thôi. Xong việc bây giờ đi về nhà, ở trong nhà là sướng nhất các bạn ạ. Thôi tôi kết thúc video ở đây nhé các bạn ơi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.